Số 643. Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh. Hán dịch đời Đông Tấn, người xứ Thiên Trúc. Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Bạt Đà La, quyển 1. Phẩm 1 sáu ví dụ. Tôi nghe như vậy: một thuở Đức Phật ở tại tinh xá Nikô Lâu Đà trong thành Ca Tỳ La. Bấy giờ Thích Ma Nam thỉnh Đức Phật và chúng tăng để cúng dường trong 3 tháng. Ngày 15 tháng 7, tăng tự tứ xong, khi đó phụ vương Nguyệt Đầu Đàn và dì Đức Phật Kiều Đàm Chi đi đến tăng phòng cúng dường chư tăng. Lễ bái xong, dâng lên tâm xỉa răng và bát nước rửa. Nhà vua gọi ngài A Nan nói rằng: "Tôi muốn đi đến chỗ Đức Thế Tôn, có nên vậy không?" Lúc ấy ngài A Nan liền thưa lời nói này lên Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo A Nan: "Phụ vương đến nhất định sỏi pháp vi diệu. Ông hãy đi bảo khắp các tỳ kheo tăng lập tức vào rừng, lệnh cho Đại Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Viên, A Na Luật, Bồ Tát Di Lặc, Bạt Đà Bà La, 16 vị hiền sĩ cùng đến lúc đến hội họp." Âm thanh này như vang khắp đến các phương. Nên bấy giờ vua trời, chúa Dạ Xoa, chúa Càn Tất Bà, chúa Atula, chúa Ca Lâu La, chúa Khẩn Na La, chúa Ma Hồ La Già, chúa Rồng và các quyến thuộc của họ đều đã tụ tập. Lúc đó phụ vương và Thích Ma Nam, ba ức người thuộc dòng họ Thích đi vào tinh xá của Đức Phật. Khi đang đi vào, tại tinh xá của Đức Phật như núi Pha Lê, họ cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Chưa kịp ngẩng đầu lên, họ liền thấy trước Đức Phật có hoa sen lớn do nhiều chỗ báu tạo thành. Ở trên hoa sen có đài ánh sáng lớn. Phổ vương nhìn thấy, lòng rất hoan hỷ, khen chưa từng có, rồi nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, lui về ngồi một bên. Khi đó, phổ vương liền đứng dậy bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, Đức Phật là con của tôi là cha của Đức Phật. Hôm nay tôi ở đời nhìn thấy sắc thân của Đức Phật mà chỉ thấy bên ngoài, chẳng thấy bên trong thân ấy. Thái tử Tất Đạt Đa còn ở trong cung, thầy tướng thấy tất cả 32 tướng. Hôm nay đã thành Phật, ánh sáng càng thêm hiển hiện hơn hẳn ngày xưa 100.000 vạn lần. Đức Phật sau khi niết bàn, chúng sinh đời sau phải quan sát sắc tướng của thân Đức Phật như thế nào để biết được độ dài thường của ánh sáng Đức Phật. Kính xin Đấng Thế Tôn hôm nay vì tôi và chúng sinh đời sau mà phân biệt giảng nói." Bấy giờ Đức Thế Tôn nhập vào tam muội biến tịnh sắc thân, rồi ra khỏi tam muội liền mỉm cười. Pháp mỉm cười của chư Phật có 5 ánh sáng màu. 5 ánh sáng màu hóa thành 500 màu từ miệng Đức Phật phát ra, chiếu đến đỉnh đầu phụ vương. Từ đỉnh đầu phụ vương chiếu đến đài ánh sáng, rồi từ đài ánh sáng chiếu đến tinh xá, xoay cùng khắp cõi Ta Bà. Ánh sáng ấy trở về nhập vào đỉnh đầu Đức Phật. Lúc đó Đức Phật bảo với vua cha: "Xin phụ vương hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Như Lai sẽ nói pháp được thấy Đức Phật của chúng sinh đời sau." Phụ vương bạch Phật rằng: "Thưa vâng, thưa Đức Thế Tôn, tôi xin lắng nghe." Đức Phật bảo rằng: "Thưa phụ vương, trong cõi Diêm Phù Đề có vua sư tử tên là Tỳ Ma La. Phép của loài sư tử ấy là tròn 40 năm con cái, con đực mới gặp nhau. Một khi đã giao phối rồi, chúng chạy lanh quanh kêu rống như uyển chuyển, giữ gìn thân thể không làm tổn thương sư tử con. Sư tử con khi còn ở trong thai như vua thú cha không khác. Đại vương nên biết, muốn khiến cho dân cho ở trong thai mà có thể kêu rống, bay lên đáp xuống, chạy đi ẩn phục, việc ấy chưa có bao giờ." Phổ vương bạch Đức Phật rằng: "Khi con của vua Tú ở trong thai mẹ thì đầu mắt răng móng cùng cha giống nhau hay không?" Đức Phật bảo rằng: "Thưa đại vương, nó cùng cha không khác, chỉ là sức của nó chẳng thể sánh kịp 1/100.000 vạn lần sức của cha nó." Đức Phật bảo rằng: "Thưa phụ vương, đúng vậy, đúng vậy. Trong đời vị lai, các thiện nam thiện nữ cùng tất cả nên có thể chí tâm giữ niệm ở bên trong, ngồi ngay thẳng mà định tâm quán tưởng sắc thân của Phật. Nên biết, tâm người đó như tâm của Phật, cùng với Phật không khác. Tuy họ tuy ở trong phiền não mà chẳng bị sự ngăn che của các ác, ở đời vị lai họ sẽ mưa pháp lớn. Lại nữa thưa phụ vương, ví như Y Lan cùng với Chiên Đàn sinh ra ở núi Mạc Lợi, Ngô Đầu Chiên Đàn sinh ra trong bụi rậm, Y Lan
Lúc chưa kịp to lớn còn ở dưới đất thì mầm, thân, cành, lá giống như măng tre của cõi Diêm Phù Đề. Mọi người vì chẳng biết nên nói rằng trong núi này toàn là y lan, không có chiên đàn. Nhưng mà y lan thì thối, thối như thây chết sình tỏa ra, tỏa xa đến 40 do tuần. Hoa của y lan màu hồng rất đẹp, nhưng nếu người nào ăn phải thì phát điên mà chết. Ngưu đầu chiên đàn tuy ở rừng này nhưng vì chưa sinh trưởng đầy đủ nên chẳng thể tỏa ra hương thơm. Vào tiết trọng thu trăng tròn, bỗng từ đất xuất hiện thành cây chiên đàn. Mọi người đều nghe hương thơm thượng diệu của cây ngưu đầu chiên đàn mà mãi không còn mùi hôi thối của cây y lan. Đức Phật nói: Thưa phụ vương, lòng niệm Phật cũng như vậy, nhờ tâm đó nên có thể được ba loại căn bồ đề. Lại nữa thưa phụ vương, trong cõi Chí Phù Đề và bốn thiên hạ có chim cánh vàng tên là cánh chánh âm. Vua của loài Kalola ở trong các loài chim rất tự tại. Nghiệp báo ứng của loài chim này là ưa ăn các loài rồng. Ở cõi Diêm Phù Đề, mỗi ngày nó ăn một vua rồng và 500 rồng nhỏ. Sáng ngày mai, nó lại ở cõi Phất Bà Đề ăn một vua rồng và 500 rồng nhỏ. Ngày thứ ba lại ở cõi Cù Gia Ni, nó ăn một vua rồng và 500 rồng nhỏ. Ngày thứ tư lại ở cõi Uất Đan Việt, nó ăn một vua rồng và 500 rồng nhỏ. Cứ giáp vòng lại bắt đầu là trải qua 8.000 năm. Bấy giờ tướng chết đã hiện ra với chim ấy. Các rồng phun ra độc nên không thể ăn được. Chim đó bị đói bất ngạt, chạy khắp nơi tìm đồ ăn cũng chẳng thể được. Nó đi khắp các núi cũng chẳng được yên. Đến núi Kim Cương và ở tạm nơi đó. Từ núi Kim Cương đi thẳng xuống đến giới hạn của Thủy Luân. Từ giới hạn của Thủy Luân đến hết Phong Luân. Nó bị gió thổi trở về đến núi Kim Cương. Nó bị như vậy 7 lần sau đó mới chết. Chim ấy chết rồi, chất độc của nó khiến cho 10 ngọn núi báu đồng thời bốc cháy. Khi ấy vua rồng Nang Đà sợ lửa cháy thiêu rụi núi này, liền tuôn xuống những giọt mưa lớn như trục bánh xe. Thịt chim tan rã hết, chỉ còn lại trái tim. Trái tim chim ấy đi thẳng xuống như trước 7 lần, sau đó trở lại ở trên đỉnh núi Kim Cương. Vua rồng Nang Đà lấy tim của con chim này làm minh châu. Vua chuyển luân lấy được thì làm ngọc như ý. Đức Phật bảo rằng: Thưa phụ vương, các thiện nam thiện nữ nào nếu niệm Phật thì tâm họ của họ cũng vậy. Lại nữa thưa đại vương, ở núi tuyết có loài cây tên là ương già đà, quả của nó rất lớn mà hạt thì rất nhỏ. Tìm nguồn gốc thì nó có từ hương sơn, nhờ sức gió nên đến được tuyết sơn. Vào đầu mùa đông trời giá lạnh, la sát dạ xoa tìm chỗ khuất trong hẻm núi mà ở. Phân nhơ chẳng sạch chảy tràn ra đất, gió mạnh thổi tuyết lấp lên trên phân ấy, dần dần trở thành cái hào 50 do tuần. Nhờ sức của phân nên quả này được sinh ra, rễ thân cành lá hoa trái của cây ấy tươi tốt xum xuê ánh sáng mặt trời. 3 tháng mùa xuân, 8 phương gió đồng thời đều khởi lên làm tiêu tan băng tuyết. Chỉ quả cây ấy tồn tại, hình sắc quả cây ấy không thể lấy quả gì của cõi Diêm Phù Đề làm ví dụ được. Hình nó rất tròn, chiếm trọn nửa do tuần. Bà La Môn An liền được đạo tiên, 5 pháp thần thông đầy đủ, sống lâu một kiếp, chẳng già, chẳng chết. Người phàm phu ăn nó thì hướng đến Tu Đà Hoàng, A-na Hàm, ăn nó thì thành A-la-hán. 36 thông không gì không đầy đủ. Có người đem giống đến trồng ở đất phân hoại trong cõi Diêm Phù Đề. Sau đó cây mọc lên, cao bằng một cây đa la, đặt tên cây là Câu Luật Đà, tên quả là Đa Lạc, lớn như cái bình 5 đấu. Người cõi Diêm Phù Đề ăn quả ấy thì có thể trừ bệnh sốt nóng. Đức Phật bảo rằng: Thưa đại vương, các thiện nam thiện nữ chánh niệm tư duy về cảnh giới của chư Phật cũng vậy. Lại nữa thưa đại vương, như cây sống trong vườn hoan hỷ của Đức Thích tên là Ba Lợi Chất Đà La, thiên nữ nhìn thấy nó thì thân tâm vô cùng vui vẻ. Đức Thích thấy nó liền sinh ra dục tưởng: Ta muốn 4.000 các thệ nữ đừng được cảm giác vui vẻ.
Khi cây này sinh ra gốc cong cành ở mặt đất, liền ở dưới đất, hoa phát triển thành trái, trái ấy màu vàng, ánh sáng rực rỡ. Vả lại hoa lá của cây ấy chẳng bao giờ héo rụng, đầy đủ 16 sắc, tỏa ra ánh sáng, có nhiều âm thanh vui. Đến tháng 8 mùa thu, cây từ dưới đất vọt ra, cao 345 vạn do tuần. Chư thiên nhìn thấy nó vui mừng tột bậc. Đức Phật bảo rằng, thưa Đại Vương, Tam Muội Quán Tưởng Phật ở tại đất phiền não cũng như vậy. Như khi sinh ra, cây báu đó trang nghiêm đẹp đẽ, rất ưa nhìn. Lại nữa, thưa Đại Vương, như khi kiếp bắt đầu thì lửa nổi lên một kiếp, mưa một kiếp, gió một kiếp và đất sinh khởi một kiếp. Khi kiếp đất thành rồi, thì chư thiên của trời Quan Âm bay đến thế gian xuống tắm gội trong nước. Do tắm gội nên tinh khí bốn đại liền vào trong thân. Thân chạm xúc vui sướng nên tinh khí trôi vào trong nước. Tám loại gió thổi tinh khí ấy chìm vào trong bụng ứ, rồi tự nhiên thành quả trứng. Trải qua 8.000 năm, trứng ấy mới nở sinh ra một người con gái. Thân hình người con gái ấy xinh xanh đen giống như bùn, có 999 cái đầu, mỗi đầu có 1.000 con mắt, 999 cái miệng, mỗi miệng có 4 cái răng, răng phát ra lửa giống như sét chớp, có 24 tay, trong mỗi tay đều cầm tất cả các vũ khí. Thân người ấy cao lớn như núi Tu Chi, vào trong biển lớn tát nước vui chơi, có trận cuồng phong thổi nước biển lớn, tinh nước ngập vào thân thể, liền mang thai. Trải qua 8.000 năm, sinh ra một đứa con trai. Thân đứa trẻ ấy cao lớn gấp 4 lần người mẹ. Đứa trẻ có 9 đầu, mỗi đầu có 1.000 mắt, trong miệng phun ra lửa, có 999 tay, 8 chân, trong miệng phát ra âm thanh. Nó hiệu là Tỳ Ma Chất Đa, vua của Atula. Phép ăn của quỷ này là chỉ nuốt bùn ứ và củ sen, ngó sen. Đứa trẻ ấy lớn lên thấy các tiên nữ trời vây quanh, liền thưa mẹ rằng: mọi người đều có vợ có chồng, sao một mình con không có? Người mẹ ấy bảo rằng: ở Hương Sơn có loài thần tên là Càn Tát Bà, thần ấy có con gái nhan sắc tuyệt đẹp hơn cả bạch ngọc. Các lỗ chân lông trên thân phát ra âm thanh phi diệu, rất vừa ý tai. Nay ta cầu hôn cho con có đồng ý không? Atula thưa rằng: hay thay, hay thay, kính xin mẹ đi đến cầu hôn cho con. Lúc ấy người mẹ ấy đi đến Hương Sơn, đến nơi người mẹ thưa với thần âm nhạc kia rằng: tôi có một người con trai uy lực tự tại, ở bốn thiên hạ này không ai sánh bằng. Ngài có con gái rất xứng với con tôi. Người con gái của thần ấy nghe rồi, xin vui lòng theo chàng Atula. Chàng Atula nhận người con gái đó làm vợ rồi, lòng dạ rất thoải mái, cùng người con gái kết thành vợ chồng. Thời gian chưa lâu thì người con gái ấy liền mang thai. Đã qua 8.000 năm mới sinh ra một đứa con gái. Người con gái ấy dung nghi đoan chánh, vượt trội hơn người trên trời, dưới đất không ai sánh bằng, có sắc đẹp trên mọi sắc đẹp tự trang nghiêm. Trên mặt có tám muôn bốn ngàn vẻ kiều diễm, bên trái cũng có tám muôn bốn ngàn, bên phải cũng có tám muôn bốn ngàn, đằng trước cũng có tám muôn bốn ngàn, đằng sau cũng có tám muôn bốn ngàn. Atula nhìn thấy rất lấy làm lạ lùng, nàng như vầng trăng ở giữa những vì sao, rất đặc biệt kỳ lạ. Kiều Tika nghe tiếng liền sai sứ xuống đến chỗ Atula mà cầu hôn người con gái này. Vị Atula nói rằng: với phước đức trời của ông, nếu ông có thể khiến cho ta ngồi trên cung điện bảy báu, thì ta đem con gái gả cho ông. Đế Thích nghe lời này vô cùng vui mừng, liền cởi mũ báu đem làm cung điện trên biển. Nhờ phước báo 10 điều lành nên khiến cho Atula ngồi trên cung điện thù thắng. Atula rất vui mừng, đem con gái gả cho Kiều Thi Ca. Đế Thích liền dùng đài bằng 6 thứ báu đến nghênh hôn. Ở trong cung điện có hoa sen lớn tự nhiên hóa sinh 84.000 người con gái tuyệt đẹp. Trong khoảng thời gian tráng sĩ có duỗi cánh tay, họ liền đến trên điện, trên thiện pháp đường của Đế Thích.
Bấy giờ cung trời vượt hơn trước 100.000 vạn lần, Tất Đà Hoàng Nhân đặt tự hiệu cho người con gái ấy là Duyệt Ý. Chư thiên thấy nàng đều khen chưa từng có, nhìn đông quên tây, nhìn nam quên bắc. 32 phụ thần thấy Duyệt Ý thì tâm ấy cũng hoan hỷ, thậm chí trong từng sợi lông tóc cũng đều cảm thấy vui vẻ. Khi Đế Thích đến vườn hoan hỷ cùng vui vẻ với các tiên nữ trong ao thì Duyệt Ý rất ghen ghét. Nàng sai năm dạ xoa đến bạch với vua cha, hôm nay Đế Thích này chẳng còn sủng ái nàng mà cùng với các tiên nữ dạo chơi. Vua cha nghe lời nói này, lòng rất bực bội, liền đem 4 binh chủng đến đánh Đế Thích. Vua Atula đứng trên nước biển lớn, xoạc chân đạp lên đỉnh núi Tu Di, đồng thời 999 cánh tay lay thành hỷ kiến, lát núi Tu Di, nước 4 biển lớn đồng thời dậy sóng. Tất Đà Hoàng Nhân kinh hoàng sợ sệt không biết đi đường nào. Có vị thần trong cung thưa vua trời rằng: chớ kinh sợ lắm, Đức Phật đời quá khứ nói Bát Nhã Ba La Mật, nhà vua hãy trì tụng thì bên quỷ sẽ tự tan nát. Lúc đó Đế Thích ngồi ở thiện pháp đường, đốt nhiều loại hương thơm quý, phát thệ nguyện lớn rằng: Bát Nhã Ba La Mật là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, chân thật chẳng hư dối. Con trì pháp này sẽ thành Phật đạo, khiến cho Atula tự nhiên lui tan. Khi nói lời nói này, ở trong hư không có 4 bánh xe đao do công đức của Đế Thích nên tự nhiên đi xuống chống giữ các Atula. Tức thời tay mũi chân tay của Atula rơi hết xuống cùng một lúc, khiến cho nước biển lớn đỏ như nước màu đỏ. Atula liền kinh sợ không chỗ chạy trốn, nên vào ẩn trong lỗ tơ. Huyễn lực của quỷ kia do tham dục sân nhuế ngu si mà còn có thể như vậy, huống gì là Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật bảo rằng: Thưa đại vương, các thiện nam và thiện nữ giữ tâm chánh niệm, tư duy cảnh giới của chư Phật cũng có thể ở trong biển các tam muội, công đức người ấy chẳng thể xứng kể, cũng như chư Phật bình đẳng không khác. Phẩm 2: Trình bày quán địa. Thế nào là cảnh giới quán tưởng chư Phật? Các Đức Phật Như Lai xuất hiện ở đời có 2 pháp để tự trang nghiêm. Những gì là hai? Một, trước tiên nói 12 bộ kinh khiến cho chúng sinh đọc tụng thông suốt, như vậy gọi là pháp thí. Hai, dùng sắc thân vi diệu thị hiện ở cõi Diêm Phù Đề và các thế giới khắp 10 phương, khiến cho các chúng sinh thấy sắc thân của Phật đầy đủ trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp phụ, không có tướng khuyết giảm nên sinh tâm hoan hỷ. Quán các tướng như vậy do đâu mà được? Đều do 100.000 khổ hạnh đời trước, do tu các ba la mật và những pháp trợ đạo mà sinh ra tướng này. Đức Phật bảo rằng: Thưa phụ vương, do có chúng sinh muốn niệm Phật, muốn quán tưởng Phật, muốn thấy Phật, phân biệt tướng tốt, hiểu ánh sáng của Phật, biết bên trong thân Phật, học quán tưởng tâm Phật, học quán sát đỉnh đầu của Phật, học quán sát tướng bánh xe ngàn nan hoa dưới lòng bàn chân Đức Phật, muốn biết tướng khi sinh ra của Phật, muốn biết khi Đức Phật cưới thái tử phi, muốn biết khi Đức Phật xuất gia, muốn biết khi Đức Phật tu khổ hạnh, muốn biết khi Đức Phật tu phục các ma, muốn biết khi Đức Phật chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn biết tướng Đức Như Lai khi chuyển pháp luân, muốn biết tướng mà âm tàng báu của Như Lai, muốn biết tướng Đức Như Lai khi lên cõi cõi trời Đao Lợi vì mẹ là hoàng hậu Ma Gia mà nói pháp, muốn biết tướng Đức Như Lai khi rời cõi trời Đao Lợi, muốn biết tướng ánh sáng trong 4 oai nghi đi đứng ngồi nằm của Đức Như Lai, muốn biết tướng của Đức Như Lai lúc đi đến thành Câu Thi Na điều phục hóa độ lực sĩ, muốn biết tướng ánh sáng của lỗ chân lông lúc Đức Như Lai thu phục quỷ thần nơi đồng trống. Đức Phật nói tiếp: Thưa phụ vương, sau khi Phật vào Niết Bàn, nếu 4 bộ chúng và trời rồng dạ xoa muốn giữ chánh niệm, muốn tư duy, muốn thực hành thiền, muốn được tam muội chánh thọ. Đức Phật bảo: Thưa phụ vương, thế nào là ràng buộc ý niệm?
Có chúng sinh ưa quán thân tướng đầy đủ của Như Lai, có chúng sinh ưa quán một tướng tốt trong những tướng tốt của Như Lai, có chúng sinh ưa quán thuận theo tướng tốt của Như Lai, có chúng sinh ưa quán ngược lại tướng tốt của Như Lai, có chúng sinh ưa quán ánh sáng của Như Lai, có chúng sinh ưa quán sự đi của Như Lai, có chúng sinh ưa quán sự đứng của Như Lai, có chúng sinh ưa quán sự ngồi của Như Lai, có chúng sinh ưa quán sự nằm của Như Lai, có chúng sinh ưa quán sự khất thực của Như Lai, có chúng sinh ưa quán sự đản sinh của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán khi Như Lai cưới Thái Tử Phi, có chúng sinh ưa quán khi Như Lai xuất gia, có chúng sinh ưa quán khi Như Lai tu khổ hạnh, có chúng sinh ưa quán khi Như Lai thu phục các ma, có chúng sinh ưa quán khi Như Lai thành Phật, có chúng sinh ưa quán khi Như Lai chuyển bánh xe pháp, có chúng sinh ưa quán khi Như Lai lên trời đáo lợi vì mẹ nói pháp, có chúng sinh ưa quán Như Lai thu phục quỷ thần nơi đồng trống, có chúng sinh ưa quán khi Như Lai ở Na Càng Ha La điều phục các rồng để lại hình, có chúng sinh ưa quán Như Lai ở tại thành Câu Thi Na thu phục lục sư ngoại đạo cùng những người thấp hèn và những người ác luật nghi nặng nề tà kiến. Như vậy, thưa phụ vương, sau khi Như Lai vào Niết Bàn, các chúng sinh có bao nhiêu hạnh nghiệp, bao nhiêu ý tưởng, sự hiểu biết của họ chẳng đồng. Tùy theo sự nhận thức của tâm tưởng của các chúng sinh đó, nên theo thứ lớp dạy họ giữ chánh niệm. Như tôi còn ở đời thì chẳng cần giữ chánh niệm, ví như mặt trời mọc thì những gì tối đều được sáng. Như chỉ có người không có mắt là không thấy gì. Trong đời vị lai, các đệ tử đều nên tu ba pháp, những gì là ba? Một, tụng kinh điển Tu Đa La sâu xa. Hai, giữ gìn thanh tịnh các cấm giới không phạm oai nghi. Ba, giữ chánh niệm tư duy, tâm không tán loạn. Thế nào là giữ chánh niệm? Hoặc có người giữ tâm quan sát trên đỉnh đầu của Phật, hoặc có người muốn giữ tâm quan sát lông tóc của Phật, hoặc có người giữ tâm quan sát viền tóc của Phật, hoặc có người muốn giữ tâm quan sát tướng trán rộng bằng phẳng của Phật, hoặc có người muốn giữ tâm quán tướng lông trắng giữa hai chân mày của Phật, hoặc có người muốn giữ tâm quán chân mày của Phật, hoặc có người muốn giữ tâm quán tướng mắt như trâu chúa của Phật, hoặc có người muốn giữ tâm quán tướng mũi thẳng của Phật, hoặc có người muốn giữ tâm quán tướng nhìn như chim ưng chúa của Phật. Có chúng sinh ưa quán râu mép Như Lai như hình con nồng nọc tỏa ra ánh sáng. Có chúng sinh ưa quán vành môi của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán màu môi đỏ đẹp như trái tần bạc của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán môi dưới của Như Lai như cành hoa bát đầu ma, trên màu hồng đỏ của môi cũng như màu quả tần bà. Có chúng sinh ưa quán tướng có 40 chiếc răng của miệng Như Lai. Có chúng sinh ưa quán tướng hàm răng trắng đều và kính của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán tướng hoa văn in trên răng của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán vạch giới hạn răng của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán tướng vào miệng trên đất của Như Lai với 84.000 họa tiết tỏ rõ phân minh. Có chúng sinh ưa quán phần dưới của Như Lai như màu cành hoa ưu đàm bát. Có chúng sinh ưa quán yết hầu của Như Lai như ống lưu ly hình dáng như hoa sen. Có chúng sinh ưa quán tướng lưỡi rộng dài như hình cánh hoa sen của Như Lai với năm đường nét đủ năm màu rõ ràng. Dưới lưỡi 10 mạch máu có nhiều ánh sáng tỏa ra, tướng lưỡi rộng dài che khắp mặt Phật. Có chúng sinh ưa quán ba ngấn trong yết hầu của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán tướng ngực của Như Lai giống như mắt của chim cánh vàng. Có chúng sinh ưa quán tướng đầu của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán tướng có 84.000 sợi tóc của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán lông xoắn về bên phải của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán mỗi một lỗ chân lông của Như Lai có một sợi lông xoắn sinh ra. Có chúng sinh ưa quán da đầu của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán tướng nhục kế của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán bộ não của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán tai dài của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán vòng vành tai của Như Lai.
có chúng sinh ưa quán tướng xoắn tay của Như Lai sinh ra bảy sợi lông. Có chúng sinh ưa quán tướng bảy chỗ đầy đặn của Như Lai, ở trong tướng đó sinh ra đài ánh sáng. Có chúng sinh ưa quán tướng đầy đặn chiếc nách của Như Lai, ở trong tướng ấy có năm viên ngọc như ngọc mani trong nách Phật. Có chúng sinh ưa quán cánh tay tròn lẳng như vòi voi chúa của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán xương khuỷu tay của Như Lai như tướng tóc uyển chuyển của Long Dương. Hoa văn năm màu không hư hoại, khúc đầu rồng cuộn lại, biến mất dấu vết, ngón tay so le đúng chỗ. Ở đốt đầu ngón tay hiện 12 vòng. Có chúng sinh ưa quán móng tay chân màu đồng đỏ của Như Lai, các móng ấy có 8 màu tỏ rõ phân minh. Có chúng sinh ưa quán tướng hợp mạng chưởng của Như Lai, khi xòe ra thì thấy, lúc nắm lại thì biến mất như màn lưới trân châu, tỏ rõ phân minh hơn cả vàng diêm phù đàn hàng trăm ngàn vạn lần. Màu sắc của chúng trong sáng thanh tịnh, vượt qua phạm vi nhận thức của mắt. Ở 10 đầu ngón tay đều có chữ vạn, điểm xen với chữ vạn có bánh xe với hàng ngàn nan hoa, cái tướng đầy đủ như hòa hợp hàng trăm ngàn hoa sen. Có chúng sinh ưa quán hoa văn bàn tay của Như Lai, thành tựu như cung trời tự tại. Bàn tay ấy bằng phẳng, mà trời người không loài nào có. Ở trong bàn tay có tướng bánh xe với ngàn nan hoa. Ở 10 mặt đều tỏa ra ánh sáng ngọc mani. Dưới những bánh xe ấy có 10 hình vẽ, mỗi hình đều như mắt trời tự tại, xanh, trắng, phân minh, sau đó nhập vào trong tướng bàn tay. Có chúng sinh ưa quán theo chiều ngã rạp trên lông và đàn sau lông, giống như lưu ly xanh biếc của Như Lai, tỏa ra ánh sáng năm màu, nhập vào trong màn lưới. Có chúng sinh ưa quán tay chân mềm mại của Như Lai, như lá bối ngàn kiếp. Có chúng sinh ưa quán nắm tay bên trong bên ngoài của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán tướng ngực Như Lai, in chữ vạn phước đức, tương ánh sáng ba lần ngọc mani. Có chúng sinh ưa quán rốn của Như Lai như ngọc báu, tỳ lan già. Có chúng sinh ưa quán hông của Như Lai, lớn nhỏ bằng phẳng, uyển chuyển đều nhau. Có chúng sinh ưa quán các chi tiết xương của Như Lai như rồng cuộn kết nối nhau kín mít. Có chúng sinh ưa quán xương Như Lai móc nối liền nhau, co lại duỗi ra tự tại, chẳng cản trở nhau. Có chúng sinh ưa quán màu xương Như Lai trắng đến nỗi pha lê núi tuyết chẳng làm ví dụ được. Bên trên có ánh sáng hồng xen lẫn hoa văn, nước động lại như mở. Có chúng sinh ưa quán tướng đùi của Như Lai như Nai Chúa Ini. Có chúng sinh ưa quán tướng gót chân của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán tướng mu bàn chân bằng phẳng của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán màu trên bàn chân của Như Lai như vàng diêm phù đàn, lông bên trên nằm rạp về một phía, lưới ngón chân như lưới hoa văn rực rỡ, chỗ hoa văn ấy xen lẫn nhiều tia sáng, đất trời chẳng thể kể hết tên. Có chúng sinh ưa quán tướng móng màu đồng đỏ của Như Lai, trên đầu móng ấy có năm con sư tử. Có chúng sinh ưa quán tướng hoa văn ở đầu ngón chân, ở như bức ấn họa của trời tỳ nữ yết ma của Đức Như Lai. Có chúng sinh ưa quán dưới bàn chân của Đức Như Lai bằng phẳng đầy đặn, không hề dính một sợi lông. Từ bánh xe có ngàn nan hoa dưới bàn chân, tướng vành trục bánh xe đầy đủ vảy cá. Tiếp theo tướng chạy kim cang, gót chân cũng có tướng đỉnh đầu của Phạm Vương với các hình chẳng khác. Như vậy gọi là người ưa quán thuận. Có chúng sinh ưa quán ngược, từ tướng bánh xe ngàn nan hoa ở dưới chân, từ dưới quán lên đến ngón chân, mỗi một tướng, mỗi một vẻ đẹp, mỗi một màu sắc, từ dưới lên trên quán ngược rất rõ ràng, đó gọi là phép quán nghịch. Có chúng sinh ưa quán sắc tướng vàng rồng của Như Lai. Phật sinh ra ở cõi diêm phù đề nên có sắc tối thượng trong các màu sắc, như trăm ngàn mặt trời chiếu sáng núi vàng rồng chẳng thể được thấy đủ. Có chúng sinh ưa quán thân cao lớn 1 trượng 6 của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán vầng hào quang tròn rộng 1 tầm của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán ánh sáng toàn thân của Như Lai. Có chúng sinh ưa quán tướng điềm ứng khi Như Lai nói pháp,
có chúng sinh ưa quán tướng hướng lên, tướng hướng xuống, rốn của Như Lai. Phẩm 3. Quán tưởng phần 1. Đức Phật bảo rằng, thưa Phụ Vương, sao gọi là quán đỉnh đầu của Như Lai? Xương đỉnh Như Lai tròn giống như cái nắm tay. Màu sắc chính của đỉnh là trắng, như nếu da mỏng đi nhìn thấy thành màu hồng, hoặc da dày thì nhìn thấy thành màu kim cương. Mép tóc màu vàng, não màu pha lê, có 14 mạch máu với những vạch đầy đủ, và cũng có 14 ánh sáng. Những ánh sáng ấy như mạch máu phân minh rõ ràng. Ở trong những mạch máu của não lại sinh ra các ánh sáng ánh lên xương đầu, rồi từ xương đầu phát ra cho đến mép tóc có những 14 màu quanh những sợi tóc. Màu vàng dưới tóc cũng phát ra những ánh sáng hòa vào trong 14 màu. Đó gọi là nhục kế trên đỉnh đầu của Như Lai khi Ngài mới sinh ra trong hoàng cung. Chỉ trên đỉnh ấy thì năm tướng đại phạm mới sinh ra. Mẹ Maya và dì của Phật đều chẳng thấy. Năm tướng đại phạm ấy hiện bày thì ánh sáng lên đến trời phạm thế, lại qua vô lượng thế giới ở phương trên, hóa thành cung điện đền đài. Cảnh giới của chư Phật Bồ Tát trụ địa thứ 10 chẳng thấy được. Hôm nay Như Lai sẽ vì Phụ Vương nói về tướng sinh đỉnh. Nếu có người nghe thì phải suy nghĩ tướng đỉnh thù thắng của Phật. Ánh sáng của tướng ấy cho đến bụi trần của đại địa 3.000 cõi cũng chẳng thể nói đủ. Chúng sinh đời sau nếu nghe lời nói này, nghĩ đến tướng mà lòng không hối hận, thì như nhìn thấy ánh sáng tướng đỉnh thù thắng của Thế Tôn, nhắm mắt là được thấy, do sức tưởng của tâm mà thấy rõ ràng, như khi nhìn thấy Phật ở đời, tuy chỉ quán một tướng ấy chẳng được nhiều. Nhưng từ một việc khởi lên lại tưởng một việc, tưởng một việc rồi là tưởng một việc, thuận nghịch quay đi trở lại, trải qua 16 lần như vậy, tâm tưởng cuối cùng trở nên sáng suốt thông lợi. Sau đó giữa tâm chánh niệm tưởng một chỗ như vậy, dần dần đưa lưỡi hướng lên vào miệng, khiến cho lưỡi đứng thẳng, trải qua 27 ngày, sau đó thân tâm có thể được yên ổn. Rồi lại giữ tâm chánh niệm trở lại quán đảnh Phật. Phép quán đảnh Phật là trước hết quán từ lỗ chân lông. Đức Phật bảo với Phụ Vương và A Nan rằng: Hãy lắng nghe, suy nghĩ cho kỹ. Hiện nay trên đầu Như Lai có 84.000 sợi tóc đều mọc xoắn về bên phải, chia đều phân minh, bốn góc rõ ràng. Mỗi một lỗ chân lông lại có 5 ánh sáng hòa nhập và 14 ánh sáng màu ở trước. Ngày xưa, ta còn ở hoàng cung, nhiều mẫu gội đầu cho ta, di mẫu đại ái đạo đi đến chỗ của ta. Người biết khi Tất Đạt Đa sinh ra có nhiều điều kỳ lạ đặc biệt nên hỏi ta rằng, tóc của con dài bao nhiêu, ta làm sao đáp? Nay phải đo tóc để biết độ dài của chúng. Người liền bảo ta buông tóc ra, dùng thước đo độ dài được 1 trượng 2 thước 5 tấc. Buông xong, tóc xoắn về bên phải trở lại như trước. Khi lúc sắp nạp phi, lại gội đầu nữa, Di Mẫu lại bảo rằng tóc đo lần trước dài 1 trượng 2 thước 5 tấc, nay phải đo lại. Ta liền buông tóc ra đo thì dài 1 trượng 3 thước 5 tấc. Lúc ta xuất gia, thiên thần bưng tóc của ta đi, tóc cũng dài 1 trượng 3 thước 5 tấc. Hôm nay Phụ Vương có muốn xem tướng tóc không? Phụ Vương bạch rằng: Thưa vâng, thưa đấng Thiên Tôn, tôi rất muốn thấy tóc Phật. Đức Như Lai liền đưa tay lên thả tóc mình của mình ra. Tóc dài từ Tinh Xá Ni Câu Lâu Đà đến cung của Phụ Vương, tóc Phật như lưu ly xanh biếc, còn quấn quanh thành 7 vòng. Ở trong tóc Phật, đại chúng đều thấy biết bao là ánh sáng màu, chẳng thể tả xiết. Mỗi ánh sáng đó xoay khắp tất cả, tạo thành màu lưu ly xanh biếc. Trong màu lưu ly có các đức Phật biến hóa nhiều chẳng thể tính kể. Thì hiện tướng đó rồi, Đức Phật thu ánh sáng và cuốn tóc lại. Tóc xoăn về bên phải, uyển chuyển trở lại trụ trên đỉnh Đức Phật, thành nhục kế. Như cũ, Đức Phật nói: Đó gọi là tướng tóc chân thật của Như Lai. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni
ưu bà tắc ưu bà di nào muốn quán tóc Phật thì phải quán sát như vậy, chẳng được quán khác. Nếu quán khác thì gọi là tà quán, gọi là cuồng quán, gọi là thất tâm, gọi là tà kiến, gọi là tâm điên đảo. Giả sử người đó được định, điều này không thể có. Như vậy, thưa phổ vương, tướng tóc chân thật của Phật quả thật như vậy. Quán tướng tóc rồi, tiếp theo là quán mép tóc. Như màu trân châu đỏ uyển chuyển buông xuống, có 5.000 ánh sáng xen lẫn mà rõ ràng, đều hướng lên trên vây quanh các sợi tóc, rồi từ trên đỉnh đầu phát ra, vòng quanh đỉnh 5 vòng như của họa sĩ cõi trời vẽ ra, tròn lẳn, phẳng đều, nhỏ như một sợi tơ. Ở khoảng tơ ấy sinh ra các hóa Phật và các hóa Bồ Tát làm quyến thuộc. Chư thiên tán bội chúng, tất cả các hình tượng đều hiện ra bên trong. Màu sắc như vầng mặt trời, chẳng thể thấy đủ hết. Đó gọi là quán mép tóc của Phật. Người quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác thì gọi là tà quán. Đức Phật bảo rằng, thưa phụ vương, đây gọi là pháp quán chân thật về mép tóc Như Lai. Thế nào là quán tướng trán rộng bằng phẳng của Như Lai? Trong tướng trán rộng bằng phẳng có 3 tướng. Một là tướng lông trắng. Khi Phật mới sinh, vô cùng hoàng hậu đem thái tử đến chỗ tiên A Tư Đà ra lệnh xem tướng thái tử. Tiên nhân vạch lớp lông đầu tiên, thấy ở giữa 2 chân mày của thái tử có sợi lông trắng xoắn lại. Ở bên sợi lông trắng có các vòng ngăn theo sợi lông trắng xoắn lại. Thái tướng kéo thẳng sợi lông ra, thấy sợi lông dài và lớn, liền lấy thước đo xem dài hay ngắn thì thấy đúng 5 thước như cái ống bằng lưu ly. Buông tay ra thì lông xoắn lại về bên phải như viên ngọc pha lê, hiển hiện vô lượng 100.000 ánh sáng màu. Đó gọi là ánh sáng của tướng Bạch Hào khi Bồ Tát mới sinh. Đến năm lên 8 tuổi, Di Mẫu lại quan sát theo tuổi của Tất Đạt Đa thì thấy lông ở khoảng mày ấy cũng theo 5 tháng lớn lên. Nay bà muốn thử xem. Liền kéo thẳng sợi lông trắng thì thấy nó ngay thẳng như ống lưu ly trắng. Ở đầu lông ấy phát ra ánh sáng 5 màu sắc rồi trở lại vào trong lỗ chân lông. Di Mẫu thương mến vô cùng tận bảo với mọi người rằng, tướng lông của con ta đến như thế này. Mọi người thấy rồi, lông xoắn lại như trước, rất khả ái. Đó gọi là tướng Bạch Hào lúc Bồ Tát làm đồng tử. Thế nào là tướng Bạch Hào lúc Bồ Tát cưới vợ? Cha của Gia-du Đà-la cho thầy tướng đến xem tướng thái tử. Thầy tướng thấy 32 tướng rõ ràng như bức họa, chỉ đối với tướng Bạch Hào thì chẳng rõ. Thầy tướng liền nói rằng, thưa thái tử, mọi tướng khác của ngài đồng với tướng của vua Kim Luân, chỉ có tướng Bạch Hào tỏa ra vô số ánh sáng này là ngoài tầm hiểu biết của tôi. Đây tôi muốn kéo thẳng ra để xem có thể được không. Thái tử bảo rằng, hãy theo ý muốn của ông. Bây giờ thầy tướng lấy tay kéo sợi lông ra, lông ấy tuôn ra như sữa trâu chúa bắn vào mắt thầy tướng. Mắt thầy tướng ấy trở nên sáng suốt thanh tịnh, liền thấy ở trong sợi lông có hàng 100.000 thánh vương chuyển luân với 7 món báu cùng với 1.000 đứa con. Thầy tướng kinh ngạc thưa, thưa thái tử, tôi kéo sợi lông trắng ra là muốn xem dài ngắn, chẳng biết vì ý gì mà như sữa trâu chúa lại bắn vào mắt tôi. Đây là sự thấy thật hay là sự thấy trong mộng hay là cuồng loạn? Nên tôi quên hết tướng tốt của thái tử, tất cả đều hết, chỉ còn thấy 100.000 vua chuyển luân thánh với 7 thứ báu, 1.000 đứa con và 4 bộ binh từ 4 phía nổi lên. Lòng tôi vui mừng như Bà La Môn được niềm vui cõi trời phạm thế. Nói rồi buông sợi lông, nó xoắn về bên phải uyển chuyển trở lại chỗ cũ. Bây giờ thầy tướng tên là Lao Độ Bạt Đa thấy việc này rồi, năm phất sát đất đảnh lễ thái tử, thưa rằng mọi tướng của thái tử chẳng thể thấy đủ hết.
Như phép xem tướng của tôi thấy được cả tướng vua bốn châu thiên hạ một cách nhanh chóng tự tại. Này tướng của thái tử như Mahê Thủ La, thần lực tự tại chẳng thể ghi chép thì phải nhận biết ra sao? Thái tử bảo rằng, ta không hiểu điều này, ông hãy trở về mà tâu lên vua của ông. Lúc ấy thầy tướng liền trở về nước của mình, đem việc như trên mà tâu đầy đủ lên vua. Nhà vua nghe lời đó, nói với người đánh xe cho vua tên là Tượng Đạo, đem theo hàng trăm ngàn người đi đến thành Ca Thị La. Đến cung vua Tịnh Phạn, nhà vua dùng nước rửa tay thái tử đem con gái trao lên ngài, nhân đó làm lễ nói rằng: Thưa thái tử, xin ngài nhận con gái của tôi, nó có thể trong năm gia đình. Thầy tướng đã thấy tướng Long Thượng Diệu của ngài, nay tôi muốn thấy, có thể được không? Thái tử bảo rằng: Tùy ý ngài xem đi. Bấy giờ cha của Gia Du Đà La dùng tay kéo thẳng sợi lông trắng của thái tử, thấy lông ấy như ống pha lê, từng đốt như nhau. Ở trong các đốt ấy thấy có vô lượng Phạm Vương, Tích Đề Hoàng Nhân, các thiên tử cùng với cung điện, nhìn thấy rõ ràng như soi trước gương sáng. Tự quan sát nét mặt của mình, thái rồi rất vui mừng. Nhà vua liền buông sợi lông ra, nó xoắn lại về bên phải rồi trở lại trụ ở giữa hai chân mày. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp bốn phía rồi nhập vào trong vòng vách ngăn, chẳng thể nói hết. Đó gọi là tướng Bạch Hào khi Bồ Tát cưới vợ. Đức Phật bảo rằng: Thưa Phụ Vương, sau khi Phật vào Niết Bàn, bốn bộ chúng bốn quán tướng Bạch Hào của Bồ Tát khi còn thiếu niên và khi cưới vợ thì phải quán tưởng như vậy. Người quán tưởng như thế gọi là chánh quán, nếu quán khác thì gọi là tà quán. Đức Phật bảo rằng: Thưa Phụ Vương, sao gọi là tướng Bạch Hào khi Như Lai xuất gia? Khi tôi muốn xuất gia, Phụ Vương và Di Mẫu sai các thệ nữ luôn theo hộ vệ, cửa đặt then khóa, mở đóng, có tiếng vang như sư tử hống. Ở cửa các cửa sổ đóng kín, treo các chuông nhỏ, khóa vàng móc nối nhau, rồng quỷ dạ xoa không vào được. Bây giờ Tứ Thiên Vương ở trong hư không, từ xa phát ra âm thanh rằng: Thưa Thái tử, ngày giờ đã đến, ngài hãy đi học đạo, tôi nay muốn đến cúng dường Thái tử, nhưng sợ vào cung điện có tiếng động nên không thể vào được. Khi ấy Thái tử dùng tay kéo thẳng sợi lông ra, đến tận chỗ Tứ Thiên Vương. Màu sắc như lụa năm màu của cõi trời, mềm mại đáng yêu. Tổ Tiên Vương nhìn thấy lòng rất kính yêu, do kính yêu nên liền thấy ở trong sợi lông có hóa Bồ Tát ngồi kiết già, hình dạng như Thái tử. Mỗi vị Bồ Tát lại có vô lượng Đại Bồ Tát xung quanh. Khi hiện tướng này thì vô lượng trời rồng dạ xoa cùng lúc đều được vào cung. Thái tử ra lệnh cho Sa Nặc rằng: Ngươi đi ra sau chuồng ngựa, thắng con kiền trắc lại đây. Sa Nặc bạch rằng: Nay trong đất này, nếu khi nhấc chân lên thì đất chấn động, tiếng rống lên như tiếng con voi lớn, làm sao đến được? Bây giờ Thái tử lại duỗi sợi lông trắng ra khiến cho Sa Nặc thấy giống như hoa sen. Từng cánh xếp lớp lên nhau như trắng như tuyết. Sa Nặc thấy rồi, mắt tâm liền mở ra, nhìn thấy nơi những cánh sen có các hóa Bồ Tát ngồi kiết già nhiều giống như bụi trần, cũng chẳng thể nói lên số lượng. Những hóa Bồ Tát đó cũng có lông trắng giữa hai chân mày như thái tử. Khi ấy Sa Nặc thấy trong cung đất như màu pha lê, bên trong thật cứng giống như kim cương, chân bước nhẹ không có tiếng động, mau chóng đến sau chuồng ngựa, thắng yên vàng vào ngựa dắt đến trước điện. Sa Nặc thưa thái tử rằng: Chư thiên nghiêm chỉnh chắp tay, vòng tay đứng trong hư không, đang đồng thanh khen ngợi công đức xuất gia. Đã đến lúc, thái tử hãy mau chóng lên ngựa. Bây giờ thái tử lại duỗi sợi lông trắng ra phỏng theo hình dạng các cô gái, khiến cho các thị nữ thân tâm vui vẻ giống như tỳ kheo chứng đại tam thiền. Lúc ấy sợi lông này uyển chuyển xoắn về bên phải, vào trở lại giữa hai chân mày. Chư thiên lại thấy giữa hai chân mày của thái tử có trăm ngàn ánh sáng như dòng sông sữa chảy ra khắp nơi. Trong dòng sông sữa có hóa Bồ Tát ngồi trên hoa sen, đều cùng khen ngợi công đức xuất gia.
mỗi vị hóa Bồ Tát trên dòng sông sữa, giữa hai chân mày của chư vị đều tỏa ra ánh sáng như thái tử. Đức Phật bảo rằng: Thưa Phụ Vương, đó gọi là các điềm lành của tướng Bạch Hào khi Bồ Tát xuất gia. Nếu sau khi Phật diệt độ, bốn bộ chúng muốn quán tướng Bạch Hào lúc Như Lai xuất gia thì phải quán tưởng như thế. Nếu quán khác đi thì đó gọi là tà quán. Đức Phật bảo rằng: Thưa Phổ Vương, sao gọi là tướng Bạch Hào khi Bồ Tát tu khổ hạnh? Khi ta vượt ra khỏi thành Hoàng Cung rồi, cách thành Già Gia chẳng xa, đi đến cây A Luân Đà, Thái tử Cát An cùng 100.000 thiên tử đều nghĩ rằng: Nếu Bồ Tát ngồi ở đây thì nhất định cần có tọa cụ, ta nay phải dâng cho Ngài cỏ của cõi trời. Các thiên tử liền mang đến vỏ cõi trời thanh tịnh, mềm mại tên là Cát Cát Tường. Bồ Tát nhận rồi, trải ra đất ngồi. Lúc đó, chư thiên quan sát kỹ thân tướng khả ái của Bồ Tát, lại thấy sợi lông trắng ba tấc xoắn về bên phải uyển chuyển, có 100.000 màu sắc tỏa vào các tướng. Khi các thiên tử quan sát tướng Bạch Hào đều nghĩ rằng: Hôm nay, Bồ Tát chỉ nhận cỏ của ta, chẳng nhận cỏ của ngươi. Tức thời ở trong sợi lông trắng có vạn ức Bồ Tát ngồi kiết già, đều lấy số cỏ ấy trải ngồi dưới gốc cây này. Mọi thiên tử đều thấy trong lông trắng có tướng như thế. Lúc đó thiên tử Cát An khen ngợi rằng: Hay thay đấng thắng sĩ tu hạnh đại từ bi, nhờ sức từ bi nên được tướng đại nhân. Ở trong tướng ấy biến hiện không lường, có thể làm thỏa mãn tất cả các nguyện lành của chư thiên, làm cho họ không có tranh cãi, khởi tâm bồ đề. Đế Thích Phạm Vương và chư thiên thấy Bồ Tát ngồi dưới cây này đều mang cam lồ đến dâng cúng dường. Lúc đó Bồ Tát vì muốn hàng phục luật sư ngoại đạo kia nên không nhận cái thứ cúng dường đó. Trời khiến cho bên trái bên phải tự sinh ra mè gạo, nhưng Bồ Tát chẳng ăn. Chư thiên đều nói rằng: Vì thiện nam này chẳng ăn nhiều ngày, khí lực mệt mỏi, mạng sống không còn bao lâu, thì làm sao có thể thành tựu được Bồ Đề được. Lúc đó Bồ Tát vào tam muội diệt ý, cảnh giới tam muội gọi là các căn tịch tỉnh. Chư thiên kêu khóc, nước mắt rơi xuống như mưa, khuyến tỉnh Bồ Tát phải dậy mà ăn uống. Khi chư thiên nói lên lời thỉnh này thì tiếng vang khắp tam thiên đại thiên thế giới mà Bồ Tát chẳng hay biết. Có một thiên tử tên là Diệt Ý, thấy đất mọc cỏ xuyên qua thịt của Bồ Tát lên đến khuỷu tay, nên bảo với chư thiên rằng: Lạ thay, đấng nam tử tu khổ hạnh đến vậy, chẳng ăn đã lâu lắm, tiếng kêu chẳng nghe, cỏ mọc chẳng hay biết. Vị thiên tử đó liền lấy tay phải kéo duỗi sợi lông trắng của Bồ Tát, sợi lông ấy thẳng ra, dây đúng 1 trượng 4 thước 5 tấc, như ngọc báu trắng của cõi trời, trong ngoài đều rỗng không. Vị trời thấy bên trong sợi lông có hàng trăm ức ánh sáng. Ánh sáng ấy vi diệu chẳng thể tả xiết. Trong ánh sáng ấy hiện ra các hóa Bồ Tát đều tu khổ hạnh như Bồ Tát này không khác. Bồ Tát chẳng nhỏ mà lông cũng chẳng lớn. Chư thiên thấy rồi khen chưa từng có, liền thả sợi lông trắng xoắn về bên phải uyển chuyển, cùng với ánh sáng đều trở lại chỗ cũ. Lúc bấy giờ, chư thiên quan sát kỹ sợi lông trắng, mắt chẳng tạm rời. Họ nhìn thấy trong sợi lông trắng bên dưới có 5 cái ống nhập vào nơi khuôn mặt, rót cam lồ từng giọt chẳng dứt, từ trên lưỡi chảy vào đến thân, phơi bày trong suốt như núi lưu ly. Có 100.000 vạn ức các đại Bồ Tát hiện ra ở bên trong thân ấy. Chư thiên thấy rồi chắp tay vui mừng cho lời nói trước đây là ngu si. Vì nói bậc đại nhân này, mạng sống chẳng còn bao lâu. Hôm nay thấy tướng đó thì nhất định sẽ thành Phật, rõ ràng không nghi ngờ. Mặt trời tuệ vô thượng, chẳng bao lâu nữa sẽ soi chiếu thế gian. Họ nói lên lời đó rồi, đi nhiễu quanh Bồ Tát 100.000 vòng, đều trở lại cung điện. Âm thanh này nghe vang đến 6 tầng trời cõi dục. Đức Phật bảo rằng: Thưa Phụ Vương, sau khi Phật diệt độ, nếu bốn bộ chúng muốn quán tướng Bạch Hào khi Như Lai tu khổ hạnh thì phải quán tưởng đúng như vậy. Đó gọi là chánh quán.
Nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết quán Phật Tam Muội Hải Kinh quyển 1 hết.